tôi rất sẵn sàng chịu sự sai khiến của người đẹp. Chừng nào ta sẽ bắt đầu? À, anh cứ luôn luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Khi nào tôi gọi là bắt đầu? Có thể hôm nay, mà cũng có thể một tuần, 10 ngày, 1 tháng. Hợp đồng sẽ được ký ngay hôm nay, ok? Ok. Trong thời gian đó, Buddy có thể cho tôi mượn anh Hải được không? Lúc nào Buddy gọi, mặc dù là nửa đêm, tôi cũng sẽ trả anh Hải lại cho anh. Ồ, tôi luôn luôn vì bạn bè. Anh Hải thấy sao? Tôi chỉ sợ không đáp ứng được yêu cầu của cô Hương thôi. Tôi không có nhiều yêu cầu đâu. Dạ chào chị. Vô lớp đi con. Lại đây với cô nè. Đi vô lớp học đi nha. Dạ chào chị. Ừ giỏi. Con ngoan nghe. Giỏi. Đi vô lớp học học nghe. Ừ. Cô Thương. Cô cho tôi gửi cho. Dạ. Ủa mà dạo này anh Trần Minh bận lắm hay sao mà không thấy tới đón cháu vậy? Ừ, cũng hơi bận. Thôi cô vô học nha. Dạ. Chiều nay cô Xuân Khánh có đón con không ba? Nếu ba bận thì ba sẽ điện thoại cô Xuân Khánh đến đón con. Còn nếu không thì ba sẽ dẫn đón con như mọi ngày. Con thích cô Xuân Khánh đón con hơn. Tại sao vậy? Tại vì cô Xuân Khánh dẫn con đi ăn kem. Ba hiểu rồi. Chừng nào hết bệnh mới về nhà vậy ba? Mẹ bệnh nặng, phải nằm trong bệnh viện dưỡng bệnh lâu lắm mới về. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ nhớ con, nhưng con gọi điện thoại người ta cứ nói ngoại dần phủ sóng. Tại bệnh viện người ta không có cho mang điện thoại di động vào. Con hiểu chưa? Thôi con vô học đi. Thưa ba con vô lớp. Con ngoan chào lắm cô. Từ từ thôi con. Alo. Anh Minh đó hả? Anh có biết ai đây không? Xin lỗi ai vậy ạ? Em là Ngọc Hương nè. Nhưng có chuyện gì không Hương? Em có việc quan trọng, đang cần gặp anh. Lúc nào? Ngay bây giờ. Anh có thể gặp mặt em được chứ? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Anh Minh, anh Minh. Chào cô. Chào anh. Lâu rồi tôi mới gặp cô, thấy cô vẫn vậy. Anh uống cà phê nha. Em ơi. Cho một ly cà phê. Dạ. Ngọc Hương có chuyện quan trọng gì để nói với tôi? Anh vẫn còn nhớ Thomas Buddy chứ? Biết. Đó là chuyện quan trọng mà Ngọc Hương muốn nói với tôi à? Vì Thomas Buddy biết được tin tức của Bích Dân. Thomas Buddy, anh ta đã nói gì với cô? Hung thủ bắt cóc Bích Dân đã gọi điện thoại cho Buddy để đòi tiền chuộc. Thật vậy sao? Em biết anh còn không có thời gian dẫn Bích Dân đi shopping, lấy đâu ra thời gian mà ngồi tán dóc với anh chứ. Cô có thể hẹn Buddy cho tôi gặp một lần nữa được không? Ok. Thank you.
con cầu xin trời Phật, con cầu xin cửu quyền thất tổ. Con đã sinh ra con trai của con là Trần Vĩnh Kỳ. Nay con của con gặp cảnh tai ương, trong khi tuổi xuân của nó còn dài, còn cả một tương lai trước mắt, còn phải gánh vác cả gia đình dòng họ Trần. Con là dâu con trong nhà, không giúp ích được gì, trong khi gia đình chồng gặp cảnh tai ương. Nay con xin trời Phật, cho con xin dâng mạng sống này để cứu lấy Trần Vĩnh Kỳ. Sao bữa nay bà ngủ sớm vậy? Ba, tôi xin lỗi mình. Tôi phải chết thì con mình mới có được giác mạc của tôi mà sáng mắt. Kìa, mình, mình, tại sao mình làm như vậy? Trời ơi, sao mình dại dột vậy? Hả? Trời ơi, làm sao bây giờ? Mình ơi, alo, có phải trung tâm cấp cứu không ạ? Bác ơi, nãy giờ bác đi đâu vậy? Bác gái tỉnh lại hỏi bác quá chừng. Bà ấy tỉnh rồi à? Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ không có gì. Dạ chào bác. Mình hả? Ừ. Mình đỡ chưa? Sao anh không cho em chết đi mới cứu lấy được con chứ? Bình à, Vĩnh Kỳ đã nói rồi, nó không đồng ý mà. Nhưng khi nó biết thì sự cũng đã rồi rồi, nó phải chấp nhận thôi. Làm sao nó có thể sống thanh thản được khi biết gì nó mà mình phải ra đi? Vĩnh Kỳ nó sống rất nội tâm, mình cũng biết mà. Bây giờ mình chỉ còn cầu nguyện trời Phật cho con mình nó mau được cứu thôi. Anh à, còn chuyện nợ nần thì sao anh? Tôi cũng chẳng biết phải tính sao nữa.
nói với Chu Thiên một lần nữa đi, biết đâu ông đổi ý anh. Anh biết rất rõ con người của Chu Thiên mà. Nó đã nói một là một, hai là hai. Làm gì nó cũng đặt quyền lợi là trên hết. Nó bắt mình đem Vĩnh Kỳ tới trao đổi với nó mới chịu mở hầu bao. Bà hiểu không? Trời ơi, trời ơi, sao có lúc tán tận như vậy chứ? Mình, sao không để cho tôi chết đi để cứu lấy con tôi? Bắt tôi sống đây hành hạ tôi như vậy mình sao? Để cho mình tôi chết nữa. Đi để cho mình tôi chết mà. Đi tôi xin mình đó. Mình, bình tĩnh lên đi mình. À, dạ con chào hai bác. À, chào cháu. Chào con Ngọc Lan. Ủa, cháu đi thăm người bệnh ở đây à? À, dạ không, cháu tới thăm bác gái đó, cháu biếu bác. À, cảm ơn cháu. Cô Ngọc cháu Lan ngồi à. Đi. Cô làm tôi ngạc nhiên quá. Dạ, cháu tới nhà Kim Anh Vĩnh Kỳ, xong rồi nghe người ta nói bác bị bệnh phải đưa đi cấp cứu. Bác khỏe chưa? Nhìn mặt bác xanh xao quá. Cháu tới đây, bà cháu có biết không? Thì cháu lớn rồi mà bác, sao bà cháu quản cháu được? Cháu đã ra đời kinh doanh rồi, có shop thời trang riêng nữa. Cháu muốn làm gì cháu làm chứ. Với lại đi thăm bệnh là một việc tốt mà ha. Bác chỉ sợ bà cháu trách thầy bác là làm phiền cháu, là mất thời giờ của cháu thôi. Bác đừng có ngại, ba cháu hung dữ với ai hả? Nhưng cháu thì... Ba cháu không cưng cháu sao được. Tại vì cháu giống mẹ cháu như đúc vậy đó. Thiệt hả bác? Cháu nghe nhiều người nói vậy lắm á. Bác còn giữ mấy tấm hình chụp chung với mẹ cháu hồi trẻ đó. Thiệt hả? Thích quá à. Hôm nào cháu đến nhà, bác tặng cháu làm kỷ niệm nha. Dạ, cháu cảm ơn bác. À, hồi nãy cháu nói là đến nhà bác để tìm Vĩnh Kỳ, mà cháu tìm nó có chuyện gì vậy? Dạ, cháu có việc nhờ ảnh tư vấn pháp lý giùm á. Mà hả, cháu tới văn phòng, cô thư ký này ảnh đi tuốt ra Hà Nội á bác. À, bác có số điện thoại của ảnh không cho cháu đi? Có chứ. À, bác đã quên số điện thoại ở nhà rồi. Bác, thời buổi hiện đại này sao bác không lưu vô điện thoại? Bác ghi vô sổ làm chi vậy? Bác lạc hậu vậy đó. Cháu biết sao không? Mắt bác mờ rồi. Mà số điện thoại nhỏ có bấm tới bấm lui bấm xuôi ngược cái lộn. Hiện đại nó hại điện cho đó. Cho nên bác ghi vô sổ là chắc ăn. Dạ, không sao đâu. Bác gái khỏe là mừng rồi. Cháu xin phép về nha. Ờ, Lan à. Ờ, dạ. Cháu thật là xinh đẹp đó. Cháu cảm ơn bác. Cháu đã có nơi có chỗ nào chưa vậy? Nơi chỗ? Và chỗ nào là chỗ nào? Thì cháu ở chung với ba má cháu mà. Không phải ý đó đâu. Bác muốn hỏi là cháu đã có người yêu chưa vậy? À, người yêu hả bác? Người yêu cháu thì có nhiều lắm, nhưng mà cháu không thèm yêu ai hết. Người ta nói yêu là khổ lắm, hơi đầu yêu cho nó mệt bác. Dạ thôi, cháu xin phép cháu về nha. Cảm ơn cháu nha. Dạ. Cô Ngọc Lan, mình. Cô Ngọc Lan. Có chuyện gì vậy bác? Mình cô Ngọc Lan, tôi... Bác cứ ngồi đi bác. Có chuyện gì vậy bác? Bác cứ nói đi bác, bác đừng có ngại. Có chuyện gì khó xử hả bác? Lẽ ra tôi không nên nói với cô điều này.